What's up? Xin chào anh chăm anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi review cho anh em một cái màn phím cơ mới ra của thằng Idora. Em này thì là một cái bản nâng cấp nhẹ của con EK308 RGB. Và đây là bản Blue. Nếu mà các bạn muốn xem cái bản thường thì mình sẽ có để link ở phần đây. Còn bây giờ mình sẽ cùng mở hộp xem thử cái con bàn phím này có những gì đặc biệt nha. Ok, let's go. Rồi về cách đóng hộp thì chúng ta không còn lạ gì nữa. Nó y chang với lại cái người anh em tiền nhiệm. Đó là EK308 thôi. Không có gì khác hết. Đó. Và con này là một trong những cái dòng sử dụng switch quang của thằng Idora. Cái hộp của nó thì rất là to. Và đây là chiếc bàn phím cơ nằm ở giữa các cái đệm mút. Và con này như các bạn đã thấy thì Idora đã trang bị thêm cho chúng ta một cái tấm chắn bụi rất là xịn sò đây. Đó. Ok, quay trở lại với chiếc bàn phím EK308 Blue. Thì như các bạn thấy đây, đây là một con bàn phím cơ full size và có cái kê tay. Về cái ngoại hình thì nó hầu như không thay đổi gì hết so với phiên bản EK308 RGB bình thường. Chỉ có một cái khác biệt một chút, đó là nó sẽ có thêm một cái con lăn ở phía bên đây, phía bên phải góc trên cùng. Và ba nút hỗ trợ thêm nó là các cái nút power và nút back với lại forward ở trong cái phần điều chỉnh âm nhạc á. Đó, thì nó sẽ có thêm hỗ trợ thêm cái này thôi, chứ không có gì khác hết. Em này thì vẫn đang sử dụng đó là switch quang. Switch quang này thì là của hãng Fullland và nó chống nước rất là tốt. Nếu như các bạn muốn xem từ cái dòng switch quang này nó chống nước như thế nào thì các bạn có thể xem lại cái video mà mình đã test khả năng chống nước của con EK300, thì con đó cũng sử dụng cái dòng switch quang như con này. Và tất nhiên switch quang thì các bạn cũng có thể thay nóng một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì nếu các bạn muốn thay switch quang này thì phải thay chính xác dòng switch quang của nó thì nó mới hỗ trợ được. Còn nếu thay các dòng khác thì có nhiều khi nó sẽ không có ăn khớp và sẽ không sử dụng được. Thì về cái dòng switch này thì phải nói là nó rất là bền. Từ hồi mình bán ra cái dòng switch này thì mình thấy chưa có chiếc bàn phím nào đổi trả bảo hành hết. Về cái cáp thì hiện nay cái cáp của thằng Idora đã được nâng cấp lên bộ cái cáp nhìn khá là đẹp và bắt mắt. Đồng thời là nó sẽ được nâng cấp lên độ dày tốt hơn và cái phông chữ của nó nhìn đẹp hơn khá là nhiều. Tuy nhiên thì vẫn chỉ là cái cáp ABS double shot thôi, tại vì đây là dòng phím giá rẻ mà. Còn các đặc tính khác thì chúng ta vẫn thấy nó được giữ nguyên từ con EK308. Đó là hệ thống đèn LED RGB, có kê tay liền, không thể tháo rời. Ngoài ra thì các cái led viền của nó cũng là led viền RGB luôn, rất là đẹp và chúng ta có thể tùy chỉnh bằng phần mềm hoặc là chỉnh tay trực tiếp ở trên bàn phím. Về con EK308 Blue này thì nó có một cái đặc biệt ngon hơn ngay từ đầu mình nói, thì đó chính là cái con lăn. Về con lăn này khi mình sử dụng thì nó có cảm giác hơi cứng, nhưng mà như vậy thì cũng tránh cho cả việc cảm giác cho chúng ta lăn nó nhẹ quá thì dễ bị hụt, tức là chúng ta sẽ dễ bị lăn sai nấc. Khi mà mình sử dụng thì tốt nhất là mình nên sử dụng hai ngón tay như thế này. Thì khi mình lăn thì nó sẽ đều hơn và chính xác hơn. Rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn xem các cái hệ thống đèn LED của em này. Đồng thời là xem luôn cái tiếng gõ của em này nhé. We'll be right back.
Ok, như vậy là mình đã show cho các em xem về cái hệ thống đèn LED RGB rất là đẹp và rất là nhiều chế độ của con K308 Blue. Đồng thời là con này có cả hệ thống đèn LED viền cực đẹp nữa. Tuy nhiên thì nếu như cảm quan ban đầu khi các bạn nhìn thì rõ ràng con bàn phím này cái LED của nó về phía mặt chữ nhé thì nó sẽ hơi tối một xíu so với phiên bản EK308 bình thường. Và mình đã phát hiện ra là do cái bộ keycap này của nó do nó quá dày cho nên là cái đèn LED của nó chắn đi rất là nhiều. Vì vậy nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể trang bị cho nó một cái bộ keycap khác để giúp cho cái hệ thống đèn LED của nó sáng hơn. Ví dụ như là cái bộ keycap đó là crystal phẳng như thế này. Mình sẽ cho các bạn xem nó lên màu rất là đẹp và cũng sáng hơn rất là nhiều so với bộ keycap gốc. Còn nếu như các bạn để không như thế này thì ở trong cái phòng sáng như mình đang quay video đây thì nó sẽ cái màu của nó sẽ hơi tối một xíu, tuy nhiên thì chúng ta vẫn nhìn thấy rõ cái đèn LED của nó chạy như đây. Về cái cảm giác bấm thì như các bạn biết dùng switch quang thì nó sẽ cho cái cảm giác bấm nhẹ hơn khá là nhiều so với dòng switch cơ bình thường, và cái tiếng của nó sẽ thanh hơn, tức là nó sẽ nghe êm tai hơn so với cái dòng switch cơ bình thường nhé. Ok, như vậy là mình đã đi giới thiệu sơ qua cho anh em bàn phím cơ EK308 Blue mới ra của thằng Idora. Và thực ra thì nó chỉ nâng cấp nhẹ ở cái điểm đó là thêm con lan này thôi chứ còn không có khác biệt gì nhiều. Về cái giá thành thì các bạn như các bạn biết thì giá con này đắt hơn con bản thường khoảng 50.000 và nó hỗ trợ khả năng chống nước tuyệt đối giống như con EK300 cũng như là EK308. Và tất nhiên các bạn vẫn sẽ được hỗ trợ bảo hành 2 năm chính hãng tại Việt Nam nhé. Ok, như vậy các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này? Hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.